Men đá đỏ gốm Biên Hòa luôn làm say đắm bao nhiêu nhà sưu tập gốm Nam Bộ danh tiếng. Cùng với men vợt tre Biên Hòa, màu men đá đỏ là một đặc trưng của trường Mỹ thuật Biên Hòa, được tìm tòi và điều chế dưới thời Balit bằng nguyên liệu đá tổ ong Biên Hòa xưa. Đến ngày hôm nay, hầu như không còn lò gốm nào làm men đá đỏ theo kiểu truyền thống này nữa, và nếu được phục chế thì cũng không làm ra được màu men giống như khi xưa, cho nên có thể nói màu men đá đỏ đã thất truyền. Màu men đá đỏ không rực rỡ như thường thấy ở những tông màu nóng, mà trái lại mang một sắc độ trầm ấm, hòa hợp với những men da lương, men xanh vợt, xanh coban, trắng ta, đen, tạo cho gốm Biên Hòa một gam màu sắc thăng trầm, nhu nhã, sang trọng. Mời các bạn xem những hiện vật gốm Biên Hòa cổ xưa kinh điển thuộc dòng men đá đỏ huyền thoại này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Đại Ngàn để tìm hiểu những câu chuyện cổ ngạn hoàn tuần. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ clip lên Facebook và Zalo để ủng hộ Đại Ngàn nhé. Đại Ngàn xin cảm ơn tất cả các bạn.
Các bạn xem xong clip, nhớ đăng ký kênh Đại Ngàn để xem các clip về cổ ngoạn hàng tuần của Đại Ngàn nhé. Nếu thấy clip hay thì các bạn nhớ chia sẻ để ủng hộ cho Đại Ngàn. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook hoặc Zalo nhé.